Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 8 tháng 8, tại khu vực dốc cầu Phú Mỹ theo hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô gồm một xe tải, 2 xe container và 5 ô tô loại 4 đến 7 chỗ. Trong đó, tai nạn khiến 3 xe dính vào nhau, nát bươm đầu rồi bốc cháy ngùn ngụt. Theo tường trình của tài xế xe tải biển kiểm soát tỉnh Kiên Giang, thời điểm anh điều khiển phương tiện qua cầu Phú Mỹ theo hướng quận 7 đi thành phố Thủ Đức thì xe bị mất thắng. Phương tiện lao tự do trên đường đâm liên tiếp hai xe container và năm ô tô. Vụ tai nạn khiến xe tải và hai ô tô cùng bốc cháy, hư hỏng nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân hỗ trợ dập lửa, đưa những người bên trong xe ra ngoài. Lực lượng chức năng cũng có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.